Bây giờ cha muốn con chúc bằng tiếng Việt, không có một chữ tiếng Anh nha. Chúc cho tất cả cộng đoàn của chúng ta. Con chúc mọi người một năm khỏe mạnh và bình an. Who wants to go next? I'm leading. I'm bây giờ cha muốn, ở đây có rất nhiều các ông bà nha, cha muốn con chúc riêng cho các ông bà. Chúc ông bà mạnh khỏe và vạn sự như ý. Okay, rồi. Ở đây ngoài các ông bà ra có rất nhiều các bậc phụ huynh, bố mẹ. Cha muốn con chúc riêng cho các bố mẹ thôi nhé. Còn những cái người ta chúc rồi không được lặp lại. You cannot repeat what I said. Right? Now say some wishes in Vietnamese, not without repeating what I just said. And specifically toward the parents. Rồi mình đã chúc cộng đoàn ha, chúc ông bà, chúc bố mẹ. Và trong gia đình chúng ta cũng có những cái cô chú, aunts and uncles, and cousins, and our siblings. Vậy bây giờ con chúc cho các cô chú, các anh chị trong gia đình như thế nào? Và không được lặp lại những gì ba người này vừa nói nha, hiểu không? Thank you.